Okay. Đây, người ta gọi là biết thì cứ cho dầu hào vô cái là thành cái món ấy luôn. Bỏ dầu hào với nước tương à? Cái món dự định của mình là gì? Đậu hũ chiên giòn. Đậu hũ chiên xô. Chiên xô. Nhưng mà sau một thời gian chế biến cái này là đậu hũ xào. Không nhá, ba tô ba sai là đậu hũ xào. Đậu hũ chiên xô là chiên giòn. Đây có một món canh này xin mời. Có hai món canh. Anh gì? Món canh này nữa. Em để nước sẵn rồi. Quá. Có cái căn gì không nhỉ? Đây à? Khó quá! Tiền ăn thôi được rồi đấy, anh nghĩ là được rồi. Quan trọng là thế anh em vừa ăn là được rồi. Vừa á? Vừa ăn. Có khi lại nghiêng món này luôn nên đùa rồi. Rồi, ok. Anh thử ra. Ngon bãi trưởng. Ngon á. Ngon á. Ăn thử ăn. Còn mẹ ăn đi ra không ăn đâu. Sao anh? Ờ. Đây đây tắm rửa đi. Được không? Ăn với cơm được rồi.